Bang Long đang trên đường lên Sài Gòn. Tụi mày đợi tao bên viện nha. Xem ra lão Trần muốn nuốt cái chợ lớn rồi. Nếu lúc đó tao biết suy nghĩ hơn chút thì thằng Phong đâu có ra nông nổi này. Chạy đi con! Tới lúc mày trả nợ cho anh rồi đó. Tụi nó chơi xấu anh hai hết lần này tới lần khác. Anh em chúng ta không thể nào im lặng hoài như vậy được. Phải cho tụi nó biết chợ lớn là như thế nào. Chơi!